Sáu biển ly kỳ và thú vị về người khổng lồ. Người khổng lồ có từ khi nào? Tại sao người khổng lồ lại biến mất? Hay đâu là những bằng chứng không thể chân thật hơn chứng minh người khổng lồ đã từng tồn tại đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Theo các bạn thì người khổng lồ có thực sự tồn tại hay không thì hãy comment suy nghĩ cho mình biết nha. Các bạn thân mến, từ lâu thì người khổng lồ đã được đề cập đến trong các cuốn sách cổ, những bộ phim viễn tưởng hay thậm chí là có cả những câu chuyện cổ tích nữa. Nhiều người thì cứ ngỡ rằng đó chỉ là nhân vật hư cấu do trí tưởng tượng của con người mà thôi. Nhưng mà cho tới nay thì đã có vô vàn những bí ẩn và những bằng chứng bất ngờ chứng minh rằng đây hoàn toàn là sinh vật có thật đấy nha. Vậy, thứ hư và nhân vật bí ẩn này có điều gì thú vị đây? Các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu người khổng lồ có từ khi nào. Hẳn là các bạn đang bán tín bán nghi và cho rằng người khổng lồ không hề có thật. Nhưng mà sau bao nỗ lực nghiên cứu đến mòn cả sách thì mình có thể khẳng định với các bạn người khổng lồ hoàn toàn có thật đấy nha. Cụ thể là những bằng chứng được thu thập từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều thế kỷ qua đã chỉ ra rằng nhân loại đã từng tồn tại 3 người với 3 kích cỡ khác nhau là người khổng lồ. Con người như chúng ta hiện nay và người tí hon, họ đã sống cách đây khoảng 2 vạn năm về trước, tức là vào cuối thời kỳ băng hà đệ tứ. Và theo nhà châu phi học B. Davidson, người khổng lồ có một sức mạnh kinh khủng. Chỉ một tay, họ có thể ngăn được dòng chảy của con sông, còn giọng nói của họ to đến mức vang từ làng này qua làng khác. Khi có một người khổng lồ ho, chim chóc giạt xa như thể bị gió cuốn. Khi săn bắn, họ đi một ngày được hàng trăm km và họ vác trên vai đi về nhà một cách dễ dàng những con voi hay hà mã săn được. Đặc biệt, trong bộ luật Vaticanus, một tác phẩm của người Aztec được lưu giữ trong thư viện Vatican có ghi chép về việc trên trái đất đã tồn tại không chỉ một mà có tới 4 thế hệ người khổng lồ. Họ được sinh ra là một tộc người đặc biệt có sự kết hợp huyết thống giữa con người và thế giới thần linh, rất gan dạ và đôi khi còn có những quyền phép vô đối. Chỉ có điều, thế hệ đầu tiên đã nhanh chóng bị tiêu diệt vì nạn đói, thế hệ thứ hai bị tiêu diệt trong đám cháy khủng khiếp và thế hệ thứ ba thì bị tiêu diệt trong bão tố và thế hệ thứ tư sống vào kỷ mặt trời, nước đã bị nhấn chìm trong một trận đại hồng thủy và chỉ sau đó thì xuất hiện con người có hình thức và vóc dáng như chúng ta hiện nay. Ngoài ra thì nhà khoa học người Đức Alexander von Humboldt khi nghiên cứu bản thảo của mục sư Pedro de los Rios, người Dominica, đã chỉ ra thêm một bằng chứng nữa về trận đại hồng thủy đã hủy diệt những người khổng lồ. Chỉ có 7 người khổng lồ kịp trốn vào hang động và chính họ đã xây dựng nên những ngọn núi nhân tạo có hình kim tự tháp để tưởng nhớ về ngọn núi Tlaloc đã từng che chở cho họ và những người anh em. Và cho đến nay thì vẫn còn vô vàn những dấu tích của người khổng lồ đã và đang được con người khám phá. Thứ hai, những dấu vết còn sót lại của người khổng lồ. Đầu tiên là phải kể đến những tác phẩm điêu khắc trên đá ECA cổ được phát hiện ở Peru, Nam Mỹ. Và như các bạn có thể thấy, những hình ảnh được tổ tiên ta mô phỏng lại chính là những tình huống người và khủng long cùng sinh sống với nhau. Nhưng có vẻ như khủng long ngày ấy thì cũng không to lớn hơn con người là bao nhiêu. Và nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khủng long chính là vật nuôi của con người thời đó. Đến tháng 12 năm 1895, bức ảnh một người Ireland khổng lồ bị hóa đá đã được chụp tại một ga xe lửa ở London, xuất hiện trong tạp chí Strength với chiều cao 3,71m, nặng 2 tấn và có 6 ngón ở chân phải. Đến năm 1911, những người thợ mỏ đã phát hiện ra một xác ướp khổng lồ với thân cao 2,2m, tóc đỏ trong khi đang đào phân chim ở hang Lovelock. Sau đó là liên tiếp những hóa thạch siêu to khổng lồ được phát hiện. Như tại Nam Phi thì trên cao nguyên Best vào năm 1912, chủ trang trại Stofield Cozy đã phát hiện trên đá dấu chân trái khổng lồ của con người. Kích thước lần lượt là dài 1,3m, rộng 76cm. Dấu chân rất rõ ràng, nó hằn lên đá sâu tới 15cm, đá granite như thể bị chảy ra. Và cũng vết chân này thì rất nhiều nơi, họ cũng đã tìm thấy hình bàn chân to trà bá, được in lại và tìm thấy ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và ngoài ra còn có rất nhiều bộ xương và các đầu sọ cũng đã được tìm thấy như hộp sọ khổng lồ Agedava Romanila to lớn gấp vài lần người bình thường. Hay như năm 1964, linh mục Carlos Miguvaca cũng đã tìm thấy một bộ xương khổng lồ dài 7m tại một di chỉ ở Ecuador và đem về trưng bày tại một bảo tàng mang tên ông. Không chỉ vậy, còn vô số những bằng chứng khảo cổ cực kỳ uy tín không kém như là sách về người khổng lồ trong một hang động ở gần biển chết. Các nhà khảo cổ đã khám phá ra hơn 900 cuốn sách bằng da cổ xưa, trong đó có ghi chép về người khổng lồ hay như ngón tay của người khổng lồ dài 38cm, như càng khẳng định thêm về sự tồn tại của chủng người này trên trái đất. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những cái tên vàng trong làng khổng lồ cực kỳ nổi tiếng trên thế giới nha. Thứ ba, những người khổng lồ nổi tiếng nhất. Nhắc đến người khổng lồ, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến gã khổng lồ Goliath.
trong cuộc đấu kinh điển giữa David và Goliath phải không nào? Trong truyền thuyết, Goliath là đại diện cho tộc người khổng lồ Philistines với thân hình to lớn và sức mạnh phi thường. Trong lịch sử, chưa ai có thể xứng đáng làm kẻ địch của hắn. Ấy vậy mà trong trận chiến với người tí hon David, Goliath lại chết một cách thảm hại và bị David chặt đầu bởi chính thanh gươm của Goliath. Quá là dã man con ngan luôn. Tuy nhiên, bên cạnh Goliath thì còn rất nhiều những tên tuổi khổng lồ nổi như cồn khác, từng là nỗi ám ảnh, đáng sợ, được truyền qua nhiều thế hệ. Điển hình như trong thần thoại Hy Lạp, Cyclops là tên chung của một chủng tộc người khổng lồ nguyên thủy với đặc điểm là chỉ có một con mắt ở giữa trán. Họ là những sinh vật được nữ thần Gaia và Titan Uranus sinh ra từ thuở xa xưa nhất của trái đất, với khối sức mạnh không thể xem thường, khi họ là những bậc thầy về chế tạo vũ khí, đóng vai trò quyết định tạo nên chiến thắng của thần Zeus và các anh chị em trong cuộc chiến với các Titan. Chỉ có điều, các thế hệ Cyclops về sau thì không mấy tài năng nên không được các vị thần trọng dụng như trước nữa, cuối cùng trở thành những sinh vật thô lỗ, hung hãn và tuyệt chủng không lâu sau đó. Ấn tượng không kém chính là tộc người khổng lồ băng trong thần thoại Bắc Âu, Jotuns, sinh sống tại Jotunheim, miền đất lạnh giá trong cửu giới. Họ được sinh ra từ người khổng lồ Ymir và được coi là giống loài cổ xưa nhất trên trái đất. Thế nhưng, bí ẩn nhất phải kể đến người khổng lồ hai đầu, Khadroa, một trong những trường hợp hiếm gặp về người khổng lồ với chiều cao khá khiêm tốn 3,5m và có hai đầu. Anh ta bị bắt vào năm 1673 bởi các thủy thủ Tây Ban Nha và bị giam giữ trong khoang tàu. Sau đó, với sức mạnh vượt trội của mình, anh ta đã gây ra thương tích cho rất nhiều thủy thủ để cố gắng trốn thoát. Cuối cùng, Khadroa đã bị giết chết bởi một ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực. Xác của Khadroa bị vứt xuống biển và trôi giặt vào bờ, được người dân địa phương vớt và mang về thờ cúng ở Maryland. Ngoài ra còn vô vàn những cái tên nổi đình nổi đám khác mà bạn có thể đã từng nghe qua, như là thợ rừng khổng lồ Paul Bunyan hay người khổng lồ trong thần thoại Na Uy, Thrust, v.v. Như vậy thì đã có rất nhiều những ghi chép từ xa xưa cho đến thời cận đại đều nói về sự hiện diện của người khổng lồ. Họ tồn tại song hành với nhân loại chúng ta, họ thực sự tồn tại trong lịch sử chứ không hề là hoang đường như nhiều người vẫn nhìn nhận. Thậm chí, ngày nay, người ta còn tìm ra vô số những công trình kiến trúc đồ sộ kỳ vĩ được cho là do những người khổng lồ xây dựng nên đấy. Thứ tư, những công trình bí ẩn do người khổng lồ xây dựng nên. Nếu các bạn đã từng xem video 8 công trình kỳ lạ và bí ẩn nhất mà các nhà khoa học chưa thể giải thích mà Kính Lúp TV đã từng phát sóng thì có thể thấy ad đã đề cập và chứng minh ra rằng đó đều là do một tay người khổng lồ xây nên. Mặc dù trước đó các nhà khoa học đã chằn chọc giải mã xem người xưa xây dựng kích kiểu gì, vì kích cỡ của các công trình quá lớn, thậm chí mang cả máy móc tối tân nhất thời hiện đại ngày nay về cũng không làm nổi, thì người ngày xưa tuổi gì mà có thể làm được nên. Sau này có rất nhiều những bằng chứng lù lù đã được xác định thành quả vĩ đại đó là thuộc về người khổng lồ chứ không thể là một ai khác. Nổi bật bật chính là kim tự tháp Giza ở Ai Cập, được xây dựng bởi 2.300 khối đá, mỗi khối đá có trọng lượng lên tới 50 tấn xếp chồng lên nhau đều tăm tắp. Thế này thì có huy động cả hàng ngàn người cũng chẳng thể khiêng nổi, lỡ ngỡ còn bị đá đè cho nát xác cái chả đùa. Cách đó xa xa thì còn có kim tự tháp lớn nhất trên thế giới Cholula, nằm trên ngọn núi Puebla, Mexico, lớn gấp 2 lần kim tự tháp Giza, cũng được cho là do người khổng lồ Pinamestin cao hơn 3m xây dựng nên. Ấn tượng không kém chính là đền Jupiter nằm ở miền đông Liban, Lebanon, là một trong những công trình nổi bần bật được cho là thành quả của những người khổng lồ tạo nên. Khi nơi đây khiến ai cũng phải trầm trồ, há hốc trước 3 bức tường siêu to khổng lồ được hình thành từ 27 khối đá vôi với kích thước lớn hơn bất kỳ khối đá vôi nào có thể tìm thấy trên thế giới. Mỗi khối đá nặng ít nhất là 300 tấn, cùng 3 khối đá đặc biệt Tam Đại Thạch nặng hơn 800 tấn. Quả là một con số không tưởng phải không nào, vượt qua sức thi công của con người nhỏ bé chúng ta. Tuy nhiên, ấn tượng nhất thì phải kể đến đảo Phục Sinh với hàng trăm cây đầu thân người bằng đá được xây dựng dọc theo những con đường dài tuyệt đẹp, cao tới 10m và nặng 75 tấn. Thậm chí, một bức tường còn được tìm thấy ở tình trạng chưa hoàn thành, cao 21m và nặng 270 tấn. Rồi thì nhìn những bậc thang khổng lồ Nephilim kia, bạn cũng sẽ thấy hàng chục con người đứng vào còn thừa chỗ, thì cái bậc này sinh ra là cho người khổng lồ bước rồi. Và xương xương nhiêu đó đủ để các bạn thấy người khổng lồ đã để lại cho hậu thế biết bao nhiêu công trình đồ sộ và vĩ đại chưa nào. Chứ nghĩ sao mà 3m bẻ đôi như con người chúng ta, làm sao mà có thể xây dựng nên những công trình khủng bố đến như vậy được. Và bất ngờ hơn chính là đoạn video đầy chân thực đã quay lại hình ảnh của người khổng lồ cơ đấy nha. Thứ 5, người khổng lồ vô tình được camera quay lại. Đầu tiên là đoạn video được một vận động viên xe đạp quay lại trong lúc nghỉ chân gần một cánh đồng cỏ. Trong video là dáng dấp của một người khổng lồ đáng sợ, có chiều cao xấp xỉ khoảng 2-3m.
với bước đi chậm rãi và từ tốn. Và sau đó thì người này đã biến mất một cách bất thường khiến ai cũng hoảng hốt. Chân thực hơn cả chính là một sumo khổng lồ tại Nhật Bản đang đứng cùng với rất nhiều người trong cuộc diễu hành quân sự. Nhìn vào vóc dáng to cao lực lưỡng này thì có thể thấy anh ta cũng phải cao tầm 3 mét luôn. Quá là khủng đấy. Còn tại Trung Quốc, dưới vương triều Đại Nhà Thanh vào năm 1841 cũng có một người siêu to khổng lồ tên là Chiêm Thế Sai với chiều cao lên tới 2,44 mét. Và ngay cả những người Tây còn chưa đứng đến nổi nách của ông ấy. Và đó chính là những con người được ghi lại vô tình trong những bức ảnh hay là những video xưa cũ. Có lẽ đến giờ họ cũng chẳng còn tồn tại. Nhưng mà ngay sau đây, bạn sẽ phải kinh ngạc trước những người khổng lồ bằng xương bằng thịt hiện hữu cùng con người hiện đại chúng ta đấy nha. Thứ 6, người khổng lồ ngoài đời thực. Nếu các bạn là fan cứng của bộ phim Trò Chơi Vương Quyền thì hẳn không còn xa lạ gì với người khổng lồ Mark the Mighty. Trên phim, gã khổng lồ này trông rất dữ tợn và đáng sợ. Nhưng điều đó hoàn toàn khác khi ở bên ngoài, gã khổng lồ chính là tài tử do Neil Fingerton cực kỳ hiền lành, dễ mến thủ vai đấy nha. Với chiều cao siêu ấn tượng 2,31m, anh đã xuất sắc ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người đàn ông cao nhất nước Anh. Và cũng nhờ vóc dáng đặc biệt này, anh thường được giao cho những vai diễn khổng lồ trong những phim giả tưởng hay thần thoại. Ấn tượng không kém chính là Diêu Minh, cựu siêu sao bóng rổ với chiều cao 2m29, từng là một trong những vận động viên cao nhất Trung Quốc và thế giới. Tuy nhiên, chưa là gì so với ông Bao Hỷ Thuận, sinh năm 1951 tại Nội Mông, Trung Quốc, sở hữu chiều cao 2m36 và từng được công nhận là người cao nhất trên thế giới vào năm 2005 và 2008. Ngoài ra, sẽ thật thiếu sót nếu như chúng ta bỏ qua đô vật khổng lồ Andriy Ryabrosimov cùng với cân nặng đáng kinh ngạc 235kg và cao đến 2,23m. Thực sự là một quả body quá vạm vỡ. Người bình thường, ông ta chỉ nhấp nhẹ một cái là lên. Thực sự quá khủng khiếp luôn. Nói về đàn ông nhiều rồi thì chúng ta cũng cần phải đề cập tới chị em phụ nữ một chút chứ nhở. Và để mà nói về người phụ nữ cao nhất hiện nay thì cái tên Rumeysha Gyorgy sẽ khiến bạn trầm trồ. Cô gái cao 2,15m đến từ Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức được tổ chức Guinness xác nhận là người phụ nữ cao nhất còn sống sót. Hay như đầu năm 2013, truyền thông thế giới đưa tin về người phụ nữ cao nhất thế giới đã qua đời. Đó là Zhao Yefen người Trung Quốc được Guinness xác nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới vào thời điểm năm 2010 với chiều cao 2,33m. Khi mất thì cô Zhao Yefen bước vào tuổi 40, người ta đo được cô cao 2,36m và cân nặng lên tới 200kg. Ngoài ra thì có không ít những cái tên cao xương xương hơn 2m như là siêu mẫu Amazon Eve cao 2,03m tại California, rồi thì Mali Duangdi cao 2,08m đến từ Thái Lan, hay những người phụ nữ cao nhất nước Đức Caroline Wells 2,06m. Khiếp thôi, ăn gì mà cao thế chứ này. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất thì đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.